Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện 66 CDTTG ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hải Dương. Công điện nêu vào 9 giờ ngày 11 tháng 7, trên tuyến cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ba xe ô tô. Vụ tai nạn khiến hai người thiệt mạng, 9 người bị thương, 3 phương tiện hư hỏng nặng. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, người đứng đầu chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Hải Dương và lực lượng công an đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn. Để khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo cục cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát đối với xe ô tô tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc. Lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các vi phạm về phần đường, làn đường, tránh, vượt trái quy định. Bộ trưởng Bộ Công an được giao nhiệm vụ chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông và công an các đơn vị địa phương phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc có biện pháp giải quyết kịp thời các trường hợp dừng xe trên đường cao tốc, kể cả dừng xe do sự cố của phương tiện để phòng tránh các vụ tai nạn tương tự. Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí mọi điều kiện y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn nêu trên. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ các vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan, ra soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên các tuyến cao tốc. Bộ trưởng Giao thông Vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý, khai thác các tuyến đường cao tốc có biện pháp ứng phó ngay đối với các trường hợp dừng đỗ xe trên cao tốc nhằm bảo đảm an toàn giao thông không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự trong thời gian tới